Chúng ta đang nghĩ đấy các em. Đây pizza gì? Đây là pizza hải sản em, có cả tôm này, có cả ấy này. Pizza bò đi. À, xu của chúng ta ăn pizza bò vậy, đây là một chiếc pizza bò này các em. Ui, cái đồ chơi này nhá, nắp rất là chặt các em ạ. Đấy, chúng ta phải đẩy lên rất là khó. Đây, một chiếc pizza bò đây các em ơi. Đây là một chiếc pizza bò. 100 đô. 100 đô á? Ờ, 100 đô đấy. Đấy là 100 đô, đấy là 100 đô. Trả chị 100 đô. Để cho em lấy tiền về nhá. Ơ, ăn rồi về trả chút. Đây à, em ơi, đây là 100 đô. Em nhìn có xinh không? Mày tí đi tiệu luôn. Đấy. Ơ, cái đấy xếp ở ngoài này, xếp ở ngoài này đi em. Không phải, cái đấy xếp ở trong này. À thế à? Cái này mới là xếp ở ngoài này. À, mình phải quay cái này vào trong. Để đây chị cho cái máy hiền chúng cho dễ. Cái này là cái hoa quả đúng không? Đây là một cái cốc, một cái ly. Hoa, wow, chị lại bán toàn là pizza thôi, đúng không? Và đồ uống cho các bạn nhỏ. Hoa quả đâu? Hoa quả đâu? Được rồi, em để cái biển vào đây, cái biển vào đây. Cái biển quay pizza. Ừ, rồi. Cái biển vào đâu? Đấy, cái biển em để đây, đây. Wow, chị em mình đã xếp xong rồi. Yeah. Hôm nay bạn Su sẽ là người bán hàng nhá. Vâng. À, Su sẽ bán pizza. Cô bán hàng trả vào là Su đi, được không? À, cô bán hàng ơi, bán cho tôi một chiếc pizza. Đấy. Từ từ. À, hạ mái xuống. Phải hạ mái xuống chứ. Đúng rồi, để lấy cho dễ vậy. Đấy, đúng rồi. Pizza chắc quá. Rồi, cho tôi một cốc nước nữa nha. Được rồi. Bỏ lắp ra. Đó. Được rồi. Có ăn tương cà không? Tôi có, cho tôi tương cà tôi tự ăn. Được pizza. Hay là tương ớt? À, đây rồi. À, đây là cái pizza. À, đây là cốc nước em ơi. Ý, em nhìn này. Một cốc nước rất là nhỏ xinh luôn. Đây là cốc nước hoa quả bạn Su phải làm cho chị đấy. Còn đây là chiếc pizza. Cửa hàng của bạn Su đang bán. Chị sẽ xịt tương cà nhá. Xịt. Wow. Xịt vào ba. Không, tương cà chị xịt luôn lên bánh chị ăn luôn. Wow, chiếc bánh này ngon quá. Cho Su ăn thử trước. Ôi, Su làm đổ mất chiếc cây rồi. Bây giờ chị sẽ dựng lên cho các em nhìn nhá. Các em ơi, đây là một đồ chơi xếp hình Lego ấy các em. Mà có pizza, cửa hàng bán pizza các em. Bây giờ em trả tiền nhá. À, các em ơi, ở đây có những chiếc ly rất là nhỏ này. Chị hỏi mấy nghìn đi. Còn đây là những cái chai tương cà này. Đây là hoa quả này. Đây nữa là các em này. Chị hỏi mấy nghìn. Mấy nghìn một cái pizza hả bán? Chắc là phải tầm 20. 20 nghìn à? Các em nhìn này. Để cho chị mượn. Các em ơi, đây là một cái quầy thu ngân các em nhìn này. Làm rất là tinh xảo luôn. Có từng ngăn kéo một chút giúp nha, ngăn kéo này, trong ngăn kéo còn có tiền 100 đô luôn nhá. Bạn Su của chúng ta chơi lại nhá, chơi lại nhá, chơi lại nhá. Chị rút ngăn kéo đấy, đây được rồi. Su để như thế thôi, để đây thôi, để cho mọi người nhìn thấy thế là được rồi. Có ai mua pizza không? Hôm nay tôi mới mở cửa hàng pizza đây, một chiếc pizza. À, bạn ơi, bạn mua pizza gì? Ở đây có pizza cà chua này, pizza hải sản này và pizza bò. Su ăn pizza gì nào? Su của chúng ta đang nghĩ đấy các em. Đây pizza gì? Đây là pizza hải sản em, có cả tôm này, có cả ấy này. Pizza bò. À, Su của chúng ta ăn pizza bò vậy, đây là một chiếc pizza bò này các em. Ui, cái đồ chơi này nhá, nó rất là chặt các em ạ. Đấy, chúng ta phải đẩy lên rất là khó. Đây, một chiếc pizza bò đây các em ơi. Đây là một chiếc pizza bò. 100 đô. 100 đô á? Ờ, 100 đô đó. Đấy là 100 đô, đấy là 100 đô. Trả chị 100 đô. Để cho em lấy tiền về nhá. Ơ, ăn rồi về trả chút. Đây. Các em ơi, đây là 100 đô. Các em nhìn có xinh không? Mày tí đi tiệu luôn. Chị ơi, cho em một cốc nước. Ơ, một cốc nước à? Thôi được, một pizza cộng với một cốc nước sẽ là 100 đô. Và cốc nước và đây là cốc nước ca. Các em ơi, đây là một cốc nước này các em này. Một chiếc ly rất là nhỏ xinh luôn. Còn có nắp đậy nữa, rất là hoàn hảo nhờ. Đây, của bạn đây, một pizza. Ồ, chưa rót nước à? Rót rồi, chị rót sẵn, chị để đấy rồi. Chị bán hàng hơi bị chuyên nghiệp đấy. 30 năm bán hàng trong nghề, đừng đùa. Cho em thêm một bát tương cà. Tương cà, em vặn tương cà đây em. Không cần, chị lấy bát đi. Chị không có bát, ở đây không có bát. Đây. Đây không phải là bát, đây là cái để ấy của chị, không phải bát. Đây, tương cà em sẽ ăn trực tiếp phục vụ như này thôi. Ai lại bát như thế? Nào, đưa chị giúp, tương cà giúp. Nào. Latte của em hay thế. À, latte của em hay thế, nhưng mà đây của chị không phải là latte nhá, thông cảm nhá. Rồi. Cho mở latte. À,
Đấy, các em ơi, bạn Xuân của chúng ta đang ăn pizza và uống nước cam đấy. Dạ, các em ơi, chị thấy bộ đồ chơi này rất là hay. Thì các em có thể mua về chơi này, lắp ráp trong lúc mà mình học hành mệt mỏi. Rất là thú vị các em ạ. Chị không còn bắt buộc chị phải lắp được ngay không, bởi vì tức cực. Xuân ơi, uống bạn Xuân của chúng ta đang phải ăn không nói gì. Úi dồi, vừa ăn pizza vừa uống. No chưa, no chưa? Pizza thế nào, ngon không? Vậy là good. Thôi, thôi, này, ăn no rồi, về đi, hết tiền rồi nhá. Cho tớ xin lại nhá. Tạm biệt bạn Xu nhá. À, tôi chưa trả tiền. Đây, tôi cầm tiền đây rồi. Thôi, về đi. Đã trả tiền tôi chưa? Cũng trả đủ thôi mà, làm gì có trả lại nữa đâu. Trả lại tôi cơ mà. Không, bán đủ rồi. Thôi, đi về đây. À, về nha, bye bye. Ngày mai lại sang đây ăn pizza nữa nhá. Các em ơi, chị và bạn Xu đang chơi đồ hàng đấy, các em thấy có vui không? Cái này chúng ta để chơi đồ hàng với nhau rất là vui ấy. Xin chào tất cả các bạn sẽ ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.